Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Brand VC. Hiện nay trong cái lĩnh vực AIoT công nghiệp đầy thách thức thì cái sự đáng tin cậy cũng như là hiệu suất là cái chìa khóa để mang lại tính ổn định của hệ thống. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái máy tính công nghiệp như vậy. Đó là cái máy tính Asus NucraGit. Và nó có thể ứng dụng được trong những cái lĩnh vực nào thì anh em hãy cùng mình tìm hiểu trong cái video này nhé. Và mình là An từ Brand PC. Trước khi mà để nói về cái ứng dụng của cái sản phẩm này thì mình sẽ nói qua về cái cấu tạo của nó. Về cấu tạo thì mình cũng đã có một cái video đánh giá nó chi tiết ở phía dưới phần mô tả. Anh em có thể ấn vào link để tìm hiểu. Thì NucraGit đến từ Asus này thì mình sẽ chia nó làm hai phần. Phần đầu tiên đó là cái phần xử lý, tức là phần compute element, và thứ hai là phần vỏ chassis element. Thì cái phần compute element này nó sẽ bao gồm RAM và chip, và cái phần vỏ này sẽ gồm cái bảng mạch và các cái cổng IO kết nối. Và với bản chất là được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp, cho nên là Asus NucraGit hoàn toàn có thể được ứng dụng vào trong các giải pháp hiển thị màn hình quảng cáo ngoài trời chẳng hạn. Nó được thiết kế cái theo tiêu chuẩn dạng fan LED, chống rung sốc cũng như là chống bụi, hoạt động ổn định 24/7 ngay cả trong những cái nhiệt độ cao ngoài trời. Và nó được trang bị cái con chip mới nhất đến từ Intel, cho phép màn hình quảng cáo có thể hiển thị được nhiều nội dung một cách mượt mà không có cái độ trễ hay là giật lag. Và một điều nữa là cái con Asus NucraGit này cũng được Asus trang bị cái card đồ họa GPU Intel Iris Xe tích hợp, thì nó cho phép xử lý các cái hình ảnh đồ họa, xử lý các cái hình ảnh 4K một cách mượt mà hơn. Về cổng kết nối để đáp ứng cho các cái giải pháp màn hình hiển thị ngoài trời, thì chúng ta sẽ có ở đây chúng ta sẽ có hai cái cổng đằng sau này, chúng ta sẽ có hai cái cổng HDMI cho phép xuất được cái dữ liệu 4K. Và đặc biệt thì trên Asus NucraGit này được trang bị cái con chip Intel tích hợp cái công nghệ FirePro. Intel FirePro ấy là một cái nền tảng quản lý từ xa của Intel, cho phép người dùng có thể kiểm tra này và sửa chữa tới cấp độ BIOS. Có nghĩa là ấy, nếu mà một cái điểm màn hình tương tác nào của anh em mà bị lỗi chẳng hạn, thì anh em sẽ không cần phải đến trực tiếp để mà kiểm tra và sửa chữa. Cái việc cần làm của anh em chỉ là ngồi tại phòng kỹ thuật và tiến hành kiểm tra và sửa chữa nó một cách từ xa, giúp tiết kiệm được đáng kể những cái chi phí và thời gian cũng như là công sức bỏ ra, phải không ạ? Một cái ứng dụng mà không thể không nhắc đến khi nói đến Asus NucraGit đó chính là giải pháp robot AMR AGV. Khi mà nói đến những cái giải pháp robot này thì những cái thách thức đặt ra về phần cứng đó là chúng phải có CPU, GPU đủ mạnh để có thể xử lý các cái tác vụ AI một cách mượt mà, và nó phải nhiều các cái cổng, nó phải có nhiều cái cổng IO kết nối nữa để cho nó có thể kết nối đến các cái cảm biến cũng như là các cái camera 3D giúp cho robot có thể tránh vật cản. Một yêu cầu nữa đối với cái phần cứng trong robot AMR đó chính là nó phải hoạt động ổn định 24/7. Khi mà các cái robot này thường được sẽ ứng dụng vào trong công nghiệp, nó phải được xử lý một cách mượt mà không cần cái sự can thiệp của con người. Và cái sản phẩm Asus NucraGit này hoàn toàn được có thể giải quyết được cái những cái vấn đề đó. Với cái thiết kế dạng fan LED như thế này thì cho phép máy tính có thể đáp ứng được các cái yêu cầu chống rung sốc trong các cái trường hợp khi mà robot phải di chuyển ở những cái địa hình phức tạp. Và
nó đạt các cái tiêu chuẩn công nghiệp thì đương nhiên rồi, các cái robot AMA này sẽ phải hoạt động tốt trong các cái môi trường công nghiệp nhiều bụi bặm hay là có nhiệt độ cao, thì cái máy tính ASUS Snapdragon này hoàn toàn có thể đáp ứng được. Một cái đặc điểm nữa để cho nó phù hợp với các cái ứng dụng robot AMA, tức là nó có nhiều các cái cổng IO kết nối, và đặc biệt là các cái cổng USB 3.0 với cái băng thông rất là rộng để mà thu thập được nhiều các cái tín hiệu xử lý từ camera 3D, ví dụ như là từ những cái camera 3D Intelligent hay là từ những cái cảm biến để hỗ trợ cái khả năng xử lý nó nhanh hơn, đáp ứng được cái thời gian thực. Và còn ASUS Snapdragon này thì cũng có các cái cổng COM truyền thông trong công nghiệp. Tuy nhiên thì các cái cổng COM này sẽ được thiết kế theo cái dạng là header, tức là các cái chân cắm IO. Và trên cái module Compute Element của Snapdragon thì được trang bị cái công nghệ Wi-Fi 6, là một cái công nghệ truyền dẫn dữ liệu không dây mới nhất của Intel, cho phép nó có thể truyền tải các cái dữ liệu từ xa một cách mượt mà và ít độ trễ. Một cái ứng dụng nổi bật khác mà ASUS Snapdragon hoàn toàn có thể được ứng dụng vào, đó là trong các cái hệ thống giám sát và điều khiển môi trường công nghiệp. Khi mà trong công nghiệp ý, thì các cái yếu tố hoạt động ổn định này, hay là các cái yếu tố xử lý dữ liệu từ các cái thông số như là nhiệt độ này, độ ẩm phải được real time và liên tục, thì với chiếc ASUS Compute này hoàn toàn có thể đáp ứng được các yêu cầu như vậy, với cái bộ xử lý tính toán mạnh mẽ, cùng với đó là có cái khả năng được tích hợp vào trong các cái môi trong cái không gian bị hạn chế và trong các cái môi trường có điều kiện khắc nghiệt, nhiệt độ cao. Hay trong giải pháp IoT thì ASUS Snapdragon là một phần không thể thiếu trong các cái dự án IoT, nơi cần kết nối và xử lý dữ liệu từ các cái cảm biến và truyền tải nó về hệ thống trung tâm. Hay trong các cái giải pháp tự động hóa thì ASUS Snapdragon thường được tích hợp vào trong các cái hệ thống điều khiển để có thể kiểm tra các cái quy trình sản xuất cũng như là báo cáo chi tiết về các cái tình trạng sản xuất. Hay là ASUS Snapdragon còn được ứng dụng trong các cái trạm điều khiển hay là các cái hệ thống điều khiển tự động bằng cách tích hợp với các cái màn hình HMI hay là các cái hệ thống PLC để giám sát toàn bộ cái quy trình sản xuất. Và điều này thì giúp tối ưu hóa cái hiệu suất và đồng thời giảm thiểu lỗi xảy ra trong các cái dây chuyền sản xuất, tạo ra cái quy trình sản xuất một cách linh hoạt và hiệu quả. Trong các cái dây chuyền sản xuất thì ASUS Snapdragon kết hợp với các thiết bị IoT để mà thu thập các cái dữ liệu theo thời gian thực về các năng suất và trạng thái máy móc này, hỗ trợ quyết định cái bảo trì hệ thống dựa trên thông tin chính xác mà ASUS Snapdragon thu thập và phân tích được. Ngoài ra thì Snapdragon còn tích hợp với các hệ thống SCADA, các cái hệ thống MES, hoàn toàn có thể hỗ trợ quản lý dữ liệu này, tạo các cái báo cáo chi tiết về sản xuất và giúp người dùng có thể ra quyết định chiến lược dựa trên các cái thông tin kịp thời mà máy tính thu thập được. Và ASUS Snapdragon thì nó rất là linh hoạt trong cái việc tích hợp hệ thống, bởi vì nó có các cổng IO rất là đa dạng này, kích thước nhỏ nữa và thiết kế dạng fan LED hoàn toàn có thể chịu đựng được trong các cái môi trường khắc nghiệt. Hiện nay thì Brand BC đang phân phối chính hãng dòng sản phẩm ASUS Snapdragon Chassis Element với chính sách bảo hành chính hãng 24 tháng. Và anh em muốn được sở hữu một sản phẩm một cách sớm nhất, cũng như được hỗ trợ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật một cách tốt nhất, thì anh em hãy liên hệ với Prime PC qua thông tin hiển thị ở phía trên màn hình, hoặc click vào đường link ở phía dưới phần mô tả. Và anh em cảm thấy video này hay và bổ ích, đừng quên cho Prime PC một like, một subscribe, và cũng như là ấn chuông đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo.
đến từ Premisi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.